chỗ này thì cũng sẽ được khoảng nửa lít nước dứa này. Và còn cái bã này này thì dường như là rất kiệt rồi, không còn gì để vắt nữa rồi. Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Phó Cách Thảo của mình. Như mọi người đã nhìn thấy trên màn hình đây thì mình có một chiếc máy ép chậm mới của hãng Hosin 312. Thì thấy cái máy này được review khá là tốt mà giá thành cũng ổn. Thế nên là mình sẽ thử xem là đối với cái máy ép chậm này thì sẽ ép có tốt giống như là quảng cáo hay không. Thì trên quảng cáo nói rằng là ép gọi là kiệt bã đến hơn 90% này, có thể ép được rau củ quả, tức là cả loại rau ví dụ như là cần tây, rau má vân vân, các loại quả đó. Thì ở đây hôm nay mình sẽ có những cái sản phẩm này. Thứ nhất đó chính là đây chính là dứa. Dứa hôm nay mình mua thì nó hơi xanh đó. Thứ hai đó là cái, có lẽ là đây là cái cứng nhất trong cái ép ngày hôm nay, đó chính là cà rốt. Đây, cà rốt thì mình cắt rất là mỏng vì máy mới sợ không biết là nó như nào nên mình cắt khá là mỏng này. Và thứ ba ở đây chính là dưa hấu. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành ép. Mình sẽ ép dưa hấu trước, sau đó đến dứa và cuối cùng là cà rốt nhé, để xem là cái máy này hoạt động như nào. Mọi người ơi, đây là nước dưa hấu mình vừa ép xong này, rất là đẹp và không hề bị bọt. Đấy, nhiều bạn ép xong thì cái nước ấy nó sủi rất là nhiều bọt bên trên ấy. Thì mình lưu ý là khi mà các bạn ép ấy thì các bạn hãy đóng cái van này lại này. Đó, khi nào mà cái bình chứa này nó đầy ý, thì các bạn sẽ cho nước xuống thì nó sẽ không bị sủi bọt lên. Đây, mình vừa ép một chút này. Cái này là quả dưa hấu này chia làm 4 phần. Thì mình mới gọi là bổ hết khoảng gần 2 phần của quả dưa hấu, tức là gần một nửa quả dưa hấu. Đây, nước này, chỗ này được khoảng tầm nửa lít rồi, hơn nửa lít ấy. Đó, đây chính là cái bã của phần dưa hấu. Thì mình nhận thấy rằng bã này thì nó cũng nói chung là như quảng cáo, chỉ kiệt khoảng hơn 90% thôi. Nếu mà mình bóp gọi là nó vẫn ra một tí nước nữa. Đấy, thế nhưng mà như thế này đã là đạt yêu cầu rồi. Vừa được chai gọi là 500ml luôn. Đó, vừa được chai 500ml. Thì quả dưa hấu một quả to 4 cân rưỡi thì mình bổ ra làm đôi, sau đó thì lại một nửa của một nửa quả ấy. Đó, thì sẽ được 500ml nước như này mà mình còn chưa ép hết. Ở trên kia mình vẫn còn vài miếng nữa, chắc ép sẽ được khoảng một cốc nữa. Mấy miếng còn lại thì mình lại ép thêm được một này, sẽ được khoảng một cốc nước đầy nữa. Bây giờ thì mình sẽ ép dứa. Máy này nó cũng kêu không ồn lắm đâu, nói chung là tiếng kêu nhỏ. Chỗ này thì cũng sẽ được khoảng nửa lít nước dứa này. Mình mua 4 quả dứa khá là nhỏ, thì ở trong bát vẫn còn nữa, thì mình nghĩ rằng là 4 quả dứa nhỏ đó thì chắc là nó khoảng tầm, nếu cân lên chắc nó khoảng tầm 1 cân thôi. Đấy, thì cũng được khoảng 800ml nước dứa nhá. Bây giờ thì mình sẽ xem cái bã dứa này. Đây chính là cái bã của nó. Mình bóp thử xem nó còn ra nước không. Nói chung là khá là kiệt, kiệt hơn 90% luôn. Đấy, cái bã này thì các bạn có thể giữ lại để bón cây được nhá. Rất thơm ngon luôn, cực kỳ thơm ngon, quá tuyệt vời ông mật dời. Bây giờ mình sẽ ép tới loại quả cuối cùng, đấy chính là cà rốt. Cà rốt ở đây thì mình sẽ chuẩn bị 4 củ cà rốt nhỏ. 4 củ cà rốt nhỏ này là khoảng 7 lạng nhá. Cà rốt này nó cứng thôi nên là tiếng nó kêu to hơn cả. Cà rốt này có lẽ là nó ít nước hơn nên là cũng sản phẩm cũng được ít hơn. Và còn cái bã này này thì dường như là rất kiệt rồi, không còn gì để vắt nữa rồi. Đó, không còn nước nữa. Đấy,
cái mã này nha, mình có thể sử dụng loại để mình nghĩ là để làm nem chắc là được. Đấy. Bốn củ cà rốt khoảng 7 lạng như thế này, được khoảng tầm chắc là được khoảng một cốc nước thôi. Một cốc nước chỗ này được khoảng tầm 200ml nước thôi. Thế nhưng mà màu sắc rất là đẹp. Đấy. Thì cái nước cà rốt này mình sẽ cho lẫn vào với cả cái chai gọi là dưa hấu này. Dưa hấu này bây giờ cái phần hình như tinh bột của cái quả đấy sao đúng không? Nó nổi trên. Mình sẽ cho lẫn với cả nước dưa hấu nhé. Đây, đây là chiếc máy ép này, mình giới thiệu qua một chút. Thì trên này là cái chỗ để cho đồ vào để ép này. Cái thanh này ấy, là cái thanh mà chúng ta sẽ dành để giống như là đẩy hoa quả các thứ xuống này, để có thể ép được dễ dàng. Còn phần trong này là các bộ phận của nó, nói chung là có vài bộ phận rất là đơn giản. Đây là cái gọi là để cho cái phần bã nó đi ra này. Đây là cái hộp để đựng bã. Đây là cái hộp để đựng nước ép. Đây là cái van nước ép, đây là bình chứa. Bình chứa này nó được khoảng tầm 300ml à? Mình không nhớ đó, không đọc kỹ. Còn đây là phần này chính là phần công tắc. Đó, thì toàn bộ cái máy này là hãng, cho mình xem cái hãng nó là hãng gì nhỉ. Đây, tên của nó đây là Hồng Sinh 312 nhá. Giá của nó khoảng từ 800 đến 1,2 triệu. Đấy, thì các bạn có thể mua. Và mình thấy rằng ấy, đối với cái sản phẩm máy ép này ấy, thì mình thấy rằng là nếu ép những loại quả mềm giống như là cam, quýt hay dưa hấu hay là dứa thì nó sẽ nghe tiếng nó êm hơn này, máy nó không bị rung lắc mấy. Còn ép những loại quả cứng ví dụ như là củ cà rốt vừa rồi hơi cứng hơn một chút thì mình thấy là cái phần này nó hơi rung lắc một tí nên mình phải kiểu giữ ở đấy. Đấy, khi mà ép các bạn nhớ đóng cái phần van này vào, không nó sẽ bị bắn tóe tung lên. Đấy, thì đối với một cái máy ép chậm giá bình dân thì mình thấy cái này là dùng ok. Nó không phải là tốt lắm nhưng mà nói chung để ép nước uống hàng ngày thì mình nghĩ là được. Và các bạn lưu ý rằng đối với mỗi máy ép này thì các bạn ép khoảng 10 phút thì các bạn sẽ nghỉ khoảng 20 phút sau đó mới ép lại. Không nên ép liên tục trong thời gian lâu, nó sẽ bị cháy, nó hỏng nhá. Hy vọng rằng video này là một gợi ý hữu ích cho các bạn để lựa chọn được chiếc máy ép ưng ý sử dụng cho mùa hè này nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của kênh Phó Cát Thảo nhé.